chàng trai trẻ Trung Quốc lần đầu đến Việt Nam bần thần hỏi tại sao có thể phát triển đến vậy, tưởng Việt Nam còn ở nhà tranh. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, thời gian trước trên mạng xã hội icworld.com của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện một video do một chàng trai người Trung Quốc đăng tải. Trong video này, anh ấy đã quay lại toàn bộ hành trình lần đầu đến thăm thủ đô Việt Nam, tận mắt chứng kiến những điều ở Việt Nam khác xa tưởng tượng của mình. Anh ấy hết sức bất ngờ và muốn chia sẻ điều này đến cộng đồng mạng Trung Quốc cùng được biết. Muốn biết Việt Nam bây giờ ra sao, đâu thể cứ ngồi chém gió trên mạng mãi được. Chăm nghe không bằng một thấy, hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video lần này nhé! Video này được Pang Pang quay vào ngày đầu tiên khi anh ấy đến thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Sau khi xuống tàu, anh ấy đi xe máy vào trung tâm. Trước khi đến đây, anh chàng này đã đọc được những thông tin trên mạng nói Việt Nam nghèo nàn, nhưng không ngờ khi đến đây, Việt Nam lại thịnh vượng như vậy. Sau đó anh ấy quay video này để cho các bạn thấy bộ mặt thực sự của Việt Nam ngày nay. Đây là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy một quốc gia có rất nhiều xe máy ở trên đường. Xung quanh anh toàn là những ngôi nhà cao tầng trông rất hiện đại. Trên đường phố có rất nhiều quầy bán hàng. Đường xá ở đây rất tấp nập người qua lại. Tiến sâu vào trung tâm thành phố có chợ đầu mối và rất nhiều cửa hàng. Khi ghé thăm Hà Nội, anh cảm thấy choáng ngợp bởi những khu phố nhỏ với không gian rất đặc trưng. Thậm chí còn cảm thấy bỡ ngỡ trước những ngõ phố nhỏ ti nhưng vô cùng đông đúc, náo nhiệt. Nhưng khi biết được đây là khu phố ngàn năm tuổi, gắn liền với văn hóa lịch sử của nước Việt Nam, ai nấy đều cảm thấy mến mộ và tự hào. Những gánh quà vặt trên những thúng hàng rong đã trở thành nét đẹp bình dị của Hà Nội. Để hiểu được trong cái khuôn hình đơn sơ ấy chất chiêu toàn bộ những gì tinh túy và thanh khiết nhất của Hà Nội. Những người mới đặt chân đến Hà Nội như họ phải mở rộng lòng mình để đón nhận và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố. Từng ngôi nhà, từng con đường, từng góc phố đi ngang qua. Việt Nam bây giờ phát triển lắm, đến cả những người nước ngoài cũng hết sức bất ngờ vì sự thay đổi này. Đó là toàn bộ những chia sẻ của Pang Pang trong lần đầu ghé thăm Hà Nội. Chứng kiến sự thay đổi ấy, chính anh cũng ngỡ ngàng. Sau đó anh chàng này khẳng định, thực tế Việt Nam khác xa những gì chúng ta tưởng tượng. Video đã nhận về rất nhiều lượt xem và tương tác của cộng đồng mạng. Bây giờ chúng mình cùng lướt xuống những bình luận bên dưới để xem netizen Trung Quốc nói gì các bạn nhé. Việt Nam sẽ là một quốc gia phát triển nhất ở Nam Á trong tương lai. Nó quá phát triển, vượt xa Trung Quốc trong 40 năm qua. Wow, Việt Nam phát triển quá, thành phố lớn này, thủ đô của Việt Nam, sắp đuổi kịp phía Bắc huyện Giang Tô của chúng ta rồi. Đây là quốc gia hùng mạnh nhất châu Á. Nó không sạch sẽ và phát triển như thành phố hạng 4 của chúng ta. So với 50 năm trước, có chút tiến bộ, nhưng mà nói phát triển hơn là khoe khoang, các đô thị hạng 3 của chúng ta tốt hơn Việt Nam rất nhiều. Để biết một thành phố phát triển đến mức nào, chỉ cần nhìn vào sân bay, rõ ràng Việt Nam chưa phát triển, thủ đô của Việt Nam giống như thành phố của chúng tôi. Cha tôi đã từng đến Việt Nam, thủ đô không bằng thành phố Trạm Giang của tôi. Thủ đô của Việt Nam không bằng các đô thị cấp 4 của chúng ta. Việt Nam còn lạc hậu, xe máy nhiều gây ô nhiễm môi trường. Tôi đã từng đến Việt Nam, xây dựng đô thị là khái quát, bất động sản là tài sản riêng vĩnh viễn, lối sống nhàn nhã của người dân và nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt ấn tượng. Trên đường phố có rất nhiều quán cà phê và xe máy, không có bóng dáng người già và cũng có rất ít hiệu thuốc. Có vẻ như đất nước này có rất nhiều người trẻ. Nó giống như một khu chợ, không giống như một thành phố. Bất kỳ thành phố, thủ phủ, cấp tỉnh nào của Trung Quốc đều tốt hơn thủ đô của các quốc gia Đông Nam Á này. Tôi ở Việt Nam, khoảng cách giàu nghèo ở đó thực sự rất lớn. Ngoài yếu tố chính trị, Hà Nội đã trở thành thủ đô. Thực tế là nó thực sự không đủ khả năng để có được danh hiệu thủ đô. Tại hầu hết nó không quá một quận ở đây, miền Nam thành phố Hồ Chí Minh tương đối khá hơn, nơi nghèo nhất là miền Trung. Đây có phải là thủ đô của Việt Nam? Nó giống như một quận nghèo ở gần tôi, quận đó thậm chí không phải là một thành phố và chỉ có thể được coi là thành phố hạng 7 khi tính là thành phố. Việt Nam không có một sản phẩm công nghệ cao nào, hoàn toàn dựa vào mua thiết bị quân sự, làm sao phát triển được, chỉ có khu đèn đỏ là phát triển hơn Trung Quốc. Không ai có thể ngăn cản người dân Việt Nam tiến lên cùng thời đại, đổi mới, mở cửa và đón nhận thế giới. Đây giống như là một huyện nhỏ vô danh ở phía Tây Trung Quốc. GDP của Việt Nam nói chung không cao bằng thành đô, phát triển thì đi đâu được. Tôi đã đến thủ đô của Việt Nam một lần vào năm ngoái, và tôi không nhớ gì khác ngoài lũ xe máy tràn ngập đường phố. Nó giống như du hành trở lại một thị trấn ở Trung Quốc vào những năm 1990.
cứ như vậy, quê hương của tôi, thành phố Hoàng Cương và thành phố các huyện Ma Thành đều phát triển hơn thủ đô của Việt Nam. Tôi chưa từng đến Việt Nam, nhưng nhiều người dân chúng tôi đã từng đi du lịch theo đoàn. Tôi hỏi họ về Việt Nam thì họ nói Việt Nam rất nghèo và Hà Nội, thủ đô của Việt Nam cũng giống với quê hương của chúng tôi. Tôi đã ở Hà Nội một thời gian. Thành thật mà nói thì nhìn chung là ổn, nó giống như một thành phố thủ phủ bình thường của tỉnh chúng tôi, nhịp sống chậm rãi. Tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào khi ở lại đây, tương tự như Quảng Châu. Môi trường còn tệ hơn thị trấn cấp 6 của chúng tôi. Việt Nam vốn là một nước kém phát triển, cơ sở hạ tầng của thủ đô rất nghèo nàn. Nhiều thành phố ở Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc. Thực tế nếu bạn xem video do người Việt quay hàng ngày, bạn sẽ thấy Việt Nam tương đương với Trung Quốc những năm 1980 và năm 1990. GDP và xây dựng đô thị của Hà Nội hiện đã ở mức các đô thị loại 4 trong nước. Tương tự như Ngô Châu, Quảng Tây, GDP của thành phố Hồ Chí Minh tương đương với Liễu Châu. Nếu không nói ra chắc chắn tôi sẽ nghĩ đó là một quận nào đó ở Trung Quốc, quá phát triển, nhưng tại sao tôi lại không muốn đi? Đừng nhìn vào bề mặt của thành phố, người Việt giấu giàu trong dân, nhiều gia đình Việt rất giàu có. Tôi không có cảm giác ưu Việt, càng không có chút khinh thường nào. Tất cả chúng ta đều là con người và tất cả chúng ta đều bận rộn chạy đua vì sự sống. Mọi quốc gia, mọi dân tộc đều phải được nhìn với ánh mắt kính sợ. Sự phù phiếm bên ngoài không phải là sức mạnh thực sự. Bạn có thể quay một số video tại chỗ về những khu vực phát triển nhất của Việt Nam. Hãy chụp ảnh một cách khách quan, tốt, trung bình và xấu, rồi đưa ra số liệu thống kê sơ bộ. Ví dụ, tỷ lệ phần trăm gần đúng của tốt, trung bình và kém là bao nhiêu? Ôi các bạn ơi, đằng sau những bình luận này của netizen Trung Quốc mình cảm thấy buồn cười thực sự. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của mình. Các anh em Trung Quốc vẫn hoài chê bai, đánh giá thấp về Việt Nam chúng ta. Tìm mọi mắt thì mới tìm ra vài comment theo chiều hướng tích cực. Những lời nói sằng nói bậy đó không mấy dễ nghe với chúng ta. Mà nói gì thì nói, mình nghĩ đó là những lời nói của người chưa đến Việt Nam thôi. Chứ như Pang Pang anh ấy cũng đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi đó. Ở thế kỷ 21 rồi, muốn biết Việt Nam bây giờ ra sao, chi bằng đến tận nơi để trải nghiệm. Đừng bình luận những điều vô lý và không có căn cứ đó. Việt Nam nay đã có một diện mạo mới, sự thay da đổi thịt một cách toàn diện và sâu sắc nhất. Các bạn đã thực sự mở mang tầm mắt chưa? Ngày nay không chỉ ở Hà Nội thôi đâu, mà ở các vùng nông thôn Việt Nam, nhà tranh mài lá đã được thay thế bằng nhà mặt phố 3-4 tầng đầy đủ tiện nghi nữa kìa. Hệ thống giao thông của Việt Nam được phát triển đồng bộ, hiện đại, hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc. Từ miền ngược đến miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, bất cứ nơi đâu cũng có dấu hiệu của sự phát triển vươn lên từng ngày, đời sống người dân cũng được nâng cao. Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nhận được những lời khen tốt đẹp nhất, bằng chứng sờ sờ trong video. Đến đây rồi mà còn bạn nào chưa tin vào sự thật đó nữa thì còn chần chừ gì nữa mà không xách ba lô lên và đi. Thế giới thay đổi khi chúng ta thay đổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Video của Loa Phường 4.0 đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở dưới phần comment nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.